Rõ khổ ở đâu ạ? Chả hiểu đi đứng như thế nào. Mũ ma thì không đội, đã thế lại còn uống rượu uống bia. Bây giờ ngã nằm ngoài viện, không biết sống chết thế nào. Mà rõ ràng là ông Long ông chạy xe bao nhiêu năm rồi, tự nhiên hôm đấy thế nào lại uống rượu xong để tai nạn không biết được nữa chứ. Đấy là khổ. Thì chắc là suy nghĩ nhiều về chuyện của chị ý, nên mới chán đời bỏ đi uống rượu uống bia, rồi xảy ra cái chuyện như thế này, chứ còn vì lý do gì nữa. Thực ra trong chuyện này lỗi một phần cũng do cháu. Cháu chưa biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào lại đi trách ông Long như thế. Thế chả do mày thì do ai? Chuyện chưa năm do 10, thế cứ ầm ầm hết cả lên. Thì cũng do mọi người nữa mà. Đáng ra chuyện này chỉ có hai người biết, mọi người cứ xía vào hóng hớt rồi lại xỉ vả chú đấy, nên mới thành ra như này còn gì nữa. Đúng rồi đấy cô ạ. Hôm trước cháu đã nói là để mọi chuyện rõ ràng đã, chưa gì đã trách chú ý rồi. Gớm. Hôm đấy á, mày lại chẳng hùa vào à. Bây giờ lại còn ra cái vẻ. Tất cả là tại chúng mày đấy. Có mà tại cô ấy. Thôi, bây giờ mọi người còn cãi nhau làm cái gì nữa. Chuyện quan trọng bây giờ là lo tiền viện phí cho ông Long kìa. Nghe nói tiền viện phí cao lắm. Mà ông Long hoàn cảnh như thế, làm gì có tiền ra mà nộp. Bây giờ mỗi đứa góp một ít vào để thanh toán tiền viện phí cho ông đấy. Viện phí của ông Long thì liên quan gì bọn cháu hả cô? Mà cô bắt bọn cháu phải đóng. Ừ đúng rồi, bọn cháu là sinh viên thì làm gì có tiền. Thôi, mọi người không phải bàn tán sâu về chuyện này nữa. Tiền viện phí của chú Long cháu sẽ là người lo. Tuy cháu đi làm không được nhiều cho lắm, nhưng chắc là cháu vẫn kham được. Không được, như thế thì vất vả cho mày quá. Mày đi làm đêm hôm có được bao nhiêu đâu mà. Thôi, cô tính như thế này. Bây giờ cô với mày cùng nhau lo viện phí cho ông Long nhá. Vâng, thế thì cháu cảm ơn cô ạ. Ừ, có gì đâu. Thế còn hai đứa chúng mày nữa, có giúp gì được cho ông Long không? Dạ, bố mẹ mới gửi tiền lên cho cháu, cháu cũng đóng học phí hết rồi. Công việc thì cháu chưa làm gì, nên không biết giúp chú ấy sao cả. Ừ, cô cũng biết hoàn cảnh của mày. Thế còn con kia? Cháu thì cũng giống nó, giờ làm gì có tiền. Thôi không góp được tiền thì mọi người để cháu góp sức. Cháu vào viện chăm sóc chú Long, coi như giúp đỡ chú ấy vượt qua thời gian này. Mày nói như thế cũng đúng. Thôi thì giúp được cái gì hay cái đấy. À, chị Ngọc Anh, chị biết chỗ nào tuyển người không? Chị giới thiệu cho em với. Em cũng muốn đi làm kiếm chút tiền để giúp đỡ bác Long. Ừ, Ngọc Anh này, mày đi ra ngoài nhiều, mày xem có chỗ nào cần tuyển người thì giới thiệu cho nó mới. Để cháu xem nào. Bây giờ đi làm công nhân hay làm việc gì ở ngoài thì vất vả mà lương chẳng được bao nhiêu. À, hay mày có đi làm chỗ chị không? Chị xin cho. Nhưng mà công việc chỗ chị là làm gì? Liệu em có làm được không ạ? Thì công việc chỉ là bưng bê phục vụ tiếp khách bình thường thôi. Nói chung là cũng nhàn, chị nghĩ là mày làm được. Tiếp khách à chị? Nhưng mà cái Phương Anh nó ít va chạm, liệu nó có làm được không? Sao mà không làm được? Tiếp khách ở đây là phục vụ lành mạnh, không phải tiếp khách vớ vẩn đâu mà mày cứ suy nghĩ linh tinh. Đúng rồi đấy, em nó còn nhỏ, ra bên ngoài có gì không biết thì mày bảo ban nó, đừng để xảy ra những cái chuyện không mong muốn thì lại khổ chúng nó ra. Ui giời ơi, chuyện đấy thì cô không phải lo. Cháu ở đây cùng với chúng nó bao nhiêu lâu rồi, chẳng nghe cháu lại lừa nó à? À, thì tao cứ nói thế. Dạ, thế thì chị giúp em với ạ. Nhưng mà đi làm có cần phải chuẩn bị gì không hả chị? Thực ra đây không phải là đi làm công ty, nên cũng chẳng cần phải chuẩn bị gì nhiều. Mày cứ ăn mặc sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, chị dẫn đến đấy làm là được mà. Đấy, được thế thì còn gì bằng. Cảm ơn chị đi. Dạ, thêm cảm ơn chị ạ. Mà thôi, mọi người cứ ngồi đi. Em chắc vào chuẩn bị ít đồ lên thăm chú Long đây. Có gì mọi người rảnh thì vào thăm chú nhá. Ừ, thế đi trước đi, xong rồi đoạn chiều cô vào nhá. Dạ vâng. Nhanh nhẹn đáo để. Này, ông Long, ông có nhận ra tôi là ai không? Tôi, Tuyết, chủ nhà đây. Ê, thế có nhận ra ai đây không? Chú có nhận ra em không? Em Ngọc Anh này. Ôi dồi ôi, nói gì đi chứ. Bác ơi, cháu Linh này. Cháu suốt ngày ở bên cạnh bác ấy này. Bác ơi, bác ăn bim bim không? Không ăn mọi người ạ.
Thế này thì toang rồi. Mà dậy ra để tao đi về chỗ nào. Làm cách nào để ông ấy hồi phục bây giờ hả chúng mày? Mày, bà Tuyết bà hỏi. Khó lắm cô ạ. Bác sĩ bảo khả năng hồi phục thấp lắm. Có khi cả đời cũng phải như này. Ôi. Cô ơi, thế người nhà bác Long đâu ạ? Khổ quá. Ông ấy làm gì á có người nhà. Mà từ ngày ông ấy lên đây, tao còn chả biết quê quán ông ấy ở đâu ấy. Ôi dồi ôi. Cái chuyện quan trọng bây giờ là làm sao để cho ông Long nhanh bình phục kia kìa. À, em nhớ ra rồi. Trong thời gian mà em chăm sóc bác Long, bác sĩ có dặn em là hãy tạo cho bệnh nhân những thói quen cũ thì bệnh nhân sẽ cảm nhận và dần dần hồi phục chị ạ. Ừ, tao xem phim Hàn Quốc cũng thế thế. Thế nhưng mà lúc tỉnh tao thấy lão thích hút mỗi thuốc lá thôi mà, có thích cái gì đâu. Thuốc lá thì chắc chắn rồi. Nhưng bác Long còn hay đi uống rượu bia nữa. Chắc là cũng thích rượu bia đấy. Rồi mọi người chả biết cái gì. Bác ấy thích đánh đàn. Thế nhưng mà tao vẫn thấy thiếu thiếu cái gì á. Ông Long này là thiếu gái. Ông Long mà thích gái lắm. Thế nhưng mà gái là ai? Chị. Là chị đấy. Đúng rồi. Chị có nhớ lần đầu tiên chị gặp ông Long ở đâu, mặc gì không? Tao gặp ông Long ở ngoài bến xe, xong ông đưa tao về phòng trọ này. Chính nó. Bây giờ chị vào phòng thay lại bộ quần áo đấy cho em. Đúng rồi, vào phòng thay đi. Nhưng mà thay bộ quần áo đấy làm gì? Thì ông Long ấn tượng với bộ quần áo đấy chứ còn gì nữa. Nhỡ đâu nhìn thấy lại nhớ ra gì đấy thì sao? Ừ đúng rồi. Thế để cháu vào thay luôn nhá. Chú Long, chú có nhận ra em chưa? Chú cười là chú nhận ra em rồi đúng không? Chết rồi. Thôi, cách này không ổn. À, thuốc lá. Rồi, để tao đi lấy. Ông Long, tôi, Tuyết chủ nhà đây. Này. Hóa ra là ông ấy thở chúng mày ạ. Không hút thì thôi. Thế làm cách nào được nhỉ? Ông ấy còn thích cái gì nữa không hả chúng mày? Còn thích bia rượu nữa. Để cho đi đấy. Đôi giày là đây rồi. Ôi dồi ôi, mát không chú? Chú ơi mát không? Ôi dồi ôi, mát quá đi chân đi. Chuẩn bị được uống nha. Ui, nghe cái tiếng lại thấy đã. Xin tố lúa mạch thơm cho chú ơi. Đấy, mọi người đã thấy chưa? Cháu mà đã ra tay thì... Oh no! Chú ơi, nhận ra cháu không? Cháu Linh này! Cháu! Chú ơi! Rồi ạ, vẫn không được mọi người ơi. Chắc là tại bác Long khác. Ôi thôi nhưng mà chết rồi! Bác sĩ bảo là không được uống bia rượu mà. Đúng rồi. Nhưng mà bác Long uống hết rồi chị ơi. Thôi xong. À đúng rồi. Bác Long hay nghe nhạc. Mà nhất là cái bài Nhỏ ơi. Mày ra hát cho chú ấy đi, còn ngồi đấy làm gì nữa. Bác Long. Bác bạc cái gì, hát đi. Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều mây bay, ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bao nhỏ không tên, ừ thì nhỏ không tên.
bây giờ quen nhé nhỏ. Không phản ứng gì mọi người ạ. Hoài. Ông mới nói cái gì cơ á? Cháu nghe đâu bảo Hoài. Hoài. Đúng rồi. Cái Hoài là người gây thương nhớ cho bác Long rồi bỏ bác Long đi mất đấy. Chắc chắn đây là thứ sâu sắc nhất trong tiềm thức của bác Long. Đúng rồi. À, thế thì tao có cách rồi. Chúng mày ra đây tao bảo. Bây giờ chỉ còn cách duy nhất, đấy là tìm con Hoài về cho nó chăm sóc ông Long. Thì may ra ông Long mới tìm lại được ký ức. Ồ, hai đứa mày là bạn của nó, có liên lạc gì với nó được không? Thì lần cuối cùng em gặp và liên lạc với nó là nó bỏ đi đấy. Thế em tưởng ở quê nhà chị với nhà nó gần nhau mà. Thì đúng là ở quê nhà tao gần nhà nó, nhưng mà tao có chơi bời gì với nó đâu. Mà nghe nói bây giờ nó sống ẩn mình lắm, chẳng giao du gặp gỡ với ai bao giờ cả. Thế thì khó nhở. Tao không cần biết, chúng mày muốn làm thế nào thì làm. Phải tìm được con Hoài về đây cho tao. Thôi được rồi, thống nhất là đi tìm con Hoài nhá. Chị với mày đi tìm nó xem thế nào. Đi, em với chị đi. Thôi, còn cháu với cô thì ở lại chăm sóc bác Long vậy. Ừ thôi, kia ngồi vào trong kia đi. Chết thôi chúng mày ạ. Cả gần tháng nay rồi mà ông ấy vẫn cứ thế này, chả tiến triển gì hết cả. Mà hai đứa chúng mày, con Ngọc Anh dẫn con Phương Anh đi làm, tình hình thế nào rồi? Có tốt không? Được cái Phương Anh nó cũng nhanh nhẹn, mới đi làm mà được mọi người quý lắm cô ạ. Hơn nữa công việc này chủ yếu làm buổi trưa với tối, còn ngày thì vẫn rảnh lắm. Ban đầu cháu còn hơi chậm, nhưng mà được chị Ngọc Anh giúp đỡ thì bây giờ cháu quen với cả làm nhanh hơn rồi cô ạ. Thế thì tốt quá rồi. Tao cứ sợ tính mày ít nói, ra chả làm được việc lại bị người ta mắng, về lại tủi thân. Hoài. Lại Hoài. Lúc nào cũng Hoài. Hoài. Mà chúng mày đã liên lạc được với con Hoài chưa? Chưa cô ạ. Cháu gọi điện cho nó thì chẳng thấy nó nghe máy. Chắc nó ở quê thôi. Cháu đang tính là mấy hôm nữa về quê để tìm nó. Ờ, hay tao cùng mày về quê nó đi. Tao chưa về quê nó bao giờ. Thế mày không đi làm à? Thì cái gì? Mày còn phải đi làm. Vừa mới đi làm được vài hôm mà đã đòi nghỉ. Nó thì đuổi thẳng cổ. Thế hai đứa mày đã biết nhà nó chưa mà đòi xuống quê tìm? Em chưa biết chị ạ. Nhưng chắc xuống đấy em vừa đi vừa hỏi thăm. Thế thì thôi, để chị sắp xếp công việc, rồi mấy hôm nữa chị với mày cùng về tìm nó. Ờ, đúng rồi đấy. Mày biết nhà thì dẫn nó về tìm cho nó nhanh, đỡ phải hỏi thăm mất thời gian. Nhưng mà chị với cả Linh về thì ai chăm sóc bác Long Đen? Xóm mình cũng neo người quá. Nhưng thôi cô tính thế này, chúng mày cứ về quê tìm cái Hoài đi. Ông Long ông cũng đỡ rồi. Ở đây cô mấy cái Phương Anh thay phiên nhau chăm sóc ông ấy cũng được. Anh à? Dạ chị. Thế nào, làm việc cũng được hơn tuần rồi, công việc có ổn không? Em cũng quen rồi chị ạ. Mọi người ở đây nhiệt tình lắm. Thế có khó khăn hay vất vả gì thì cứ bảo chị nhá. Vâng em biết rồi ạ. À mà chị ơi, bệnh tình của bác Long có hồi phục được không ạ? Chị làm sao biết được mà mày hỏi chị thế? Mà mày hỏi thế để ông Long mà hồi phục thì mày nghỉ việc ở đây chắc. Không, chị hiểu sai ý em rồi. Dù bác Long có tỉnh hay không thì em vẫn làm ở đây mà. Mày nói thế chị còn nghe được. Chị thấy ở đây làm việc cũng nhàn mà thu nhập cũng cao.
không làm ở đây thì còn đi làm ở đâu nữa? Dạ em cũng biết mà, cũng nhờ có chị mà em mới được vào đây làm. Em cảm ơn chị nhiều. Ừ, có gì đâu, chị em giúp nhau thôi mà. Thôi dọn nốt đi nhá, chị đi ra đây có tí việc. Nếu mà cần gì thì cứ gọi các bạn nhá. Vâng. Chị đi đây. Em chào chị. Tao uống đi. Uống đi anh. À, mà hôm nay chú gọi anh ra đây có chuyện gì đấy? À, thì em có chuyện muốn nhờ đại ca giúp. Chuyện gì? Chẳng là em mới bị con bồ nó đá. Anh xem có mối nào giới thiệu phát. Lại bị bồ đá à? Tao lại tưởng mày bị chuyện gì cơ. Mày tìm đúng người đấy. Ừ, thì anh hơi mất thịt ở mõm một tí. Hái theo anh ầm ầm. Thế mày thích thể loại nào? Giờ thì thể loại lạ cũng được anh ạ. Miễn là ngon ngon tí là được. Ui giời, em tưởng chuyện gì. Nhưng mà thôi, cứ uống đi đã. Ok anh. Anh mà anh bảo này, anh mà giúp mày á, mày nhớ mày trả chầu này nhá. Anh yên tâm, hôm nay em mời. Ok. À, để anh xem nào. À, đợi đi. Ờ, Ngọc Anh à? Ờ, lên đây, anh nhờ mình chút nhé. Ờ, ok. Đợi một xíu nhá, tí nữa có hàng ngon cho mày. Ok anh Sa, uống đi anh. Ừ, giỏi ơi, nghiện nhỏ, uống đi. Em đây. Hai anh thế nào, hôm nay đi nhậu sớm thế? Được rồi, em cứ ngồi xuống đây nha. Mở thằng này, cái đồ thì ăn, uống thì uống, nghe chưa? Anh này, kệ anh đi. Mà dạo này em nhìn xinh quá nhỉ? Trời ơi, lâu lắm rồi chẳng ra quán em mà. Ừ, thôi nhá, ở lại làm với bọn anh cốc bia nhá. Dạ. Thôi anh ơi, tôi chỉ cốc bia em thôi. Em gái xinh đẹp mà lại khéo nữa. Không biết là em có em gái nào hay chị gái nào được một phần như em không? Giới thiệu cho anh đi. Ui, anh lại khen em thế, tối em lại mất ngủ đấy. Anh thấy sao thì anh nói vậy thôi. Thằng em anh nói đúng đấy, xinh như em phải biết mình xinh. Lại anh nữa. Em chào anh chị ạ. À? Em mời chị, điều của chị đây. Xin nhá. Nào, em mời hai anh ạ. Anh này, em này. Đấy là em bé nào đấy? À, đứa em ở cùng với dãy trọ của em. Nó mới đến đây làm. Mới đến đây làm á? Dạ vâng. Ờ, thế thì em bảo em bé ra đây uống cùng một anh đi. Anh này, anh phải nhường em nữa chưa? Anh định 4 hộp sữa, không cho thằng em hộp sữa nào à? Sữa gì ở đây? Lình bình. Mà em này, dạ. Các cụ ngày xưa đâu á, trẻ tam, rượu tứ, uống bia với rượu phải đầy đủ 4 người uống nó mới ngon được chứ. Hay là em gọi con bé lúc nãy lên đây ngồi uống cho vui. Nhưng mà cái bé đấy nó không uống rượu bia đâu anh ạ. Ủa giời ơi, ai sinh ra biết uống bia uống rượu đâu. Em cứ gọi lên đây, làm một cốc bia thôi cũng được. Thôi được rồi, em là em chiều hai anh nhất đấy nhá. Ờ, Cô anh ơi. Dạ. Lên đây chị Bảo đây, cầm luôn cốc bia lên nhá. Dạ, em mời hai anh ạ. Ờ, anh mời em, uống đi. Bia của anh chị đi ạ. Ồ, để bia đấy, xong ngồi xuống đây cùng với các anh cốc của chị với. Ờ, nhưng mà em đang trong giờ làm. Khổ quá, chị bảo ngồi xuống thì cứ ngồi xuống, không phải lo, nhá. Dạ, lấy ghế em ấy. Ngồi đây em. Đi em. Mà em ấy, đây là gì ấy nhỉ? Dạ, giới thiệu với hai anh, đây là Phương Anh, đứa em của em ạ. Còn giới thiệu với Phương Anh, đây là hai anh khách quen của quán mình. Anh này là anh Huy, còn anh này là anh Tú. Dạ, em chào hai anh ạ. Chị Ngọc Anh đã nói thế thì em xin chúc sức khỏe các anh một ly ạ. Ok em. Anh chúc sức khỏe em nhé. Hai anh thông cảm cho em nó nhá. Em nó mới đến đây làm, có gì không hay không phải thì hai anh bỏ qua nhá. Nhận đó là đương nhiên rồi. Nhìn em ấy xinh xắn này, có ai nỡ gì đó. Em này em gái của chị Ngọc Anh à? Nhìn em xinh gái đấy. Anh mời em một ly nhá.
hai người uống rồi. Thôi em cũng xin phép mời anh nhá. Anh mời em. Anh xin phép gặp anh nhá. Anh mời Hương Phương Anh một ly. Phương Anh, anh mời em. Dạ. Anh mời là phải uống hết đấy nhá. Uống hết đi em. Uống đi. Giỏi. Uống hết đi em. Ôi giỏi quá giỏi. Mọi người dùm đi. Không phải nó nguội hết giờ mất rồi. Dùm đi em. Hai anh ơi, em có chút việc cần đi trước. Hai anh ở lại nhậu vui vẻ nhá. Có gì em gửi gắm đứa em gái em chăm sóc cho hai anh nhá. Ok em. Chút nữa em lại lên. Ok. Phương Anh ngồi đây tiếp hai anh nhá. Nhớ đừng làm hai anh phật lòng đấy. Chị đi xuống đây cái đây. Mà mọi người ăn đi. Mà thôi. Uống đi, uống đi. Uống đi. Uống nhá. Nhớ hết đấy nhá. Các anh ơi, em không uống được rượu bia. Có gì em uống một chút thôi anh nhá. Ấy, không sao cả, em cứ uống đi. Bọn anh có làm gì em đâu. Đúng uống rồi đi. Đấy, bọn anh có làm gì đâu. Toàn người lịch sự cả. Em uống đi. Em uống đi. Rồi, rồi. Rồi em. Vô. Ô. À. Vô. Uống đi em. Các anh ơi, em không uống nổi nữa rồi ạ. Không sao em. Em cứ uống đi. Bọn anh có làm gì đâu. Uống đi em. Còn đi uống mọi người đồng phải nghỉ nhá. Ok. Còn như em á, phải uống hết. Hết chỗ đấy. Em say quá rồi. Em đấy, nhiệm vụ xong rồi nhá. Bây giờ thì chuyển thôi. Được hết. Hai anh làm gì em gái em này? Em thôi rồi nữa. Phương Anh nó say quá em ạ. Thế nó say, các anh định đưa nó đi đâu? Anh có đưa đi đâu. Này, anh đừng tưởng tôi là trẻ con mà lừa tôi nhá. Tôi đứng kia và nghe thấy hết cuộc nói chuyện của hai người rồi. Anh thích đưa em nó đi đâu không? Thì làm sao? Em gái cứ bình tĩnh. Bọn anh là người có tiền mà. Không để cho em nó thiệt đâu. À thế à? Khá quá nhở. Muốn đưa em gái tôi đi đâu thì trước hết bước qua xác của tôi đã. Này, thế mày định ăn chỉ tao à? Thử xem. Lại cô em. Nếu mình tính đã. Mà cô em á, chưa biết bọn anh là ai à? Là ai à? Là ai? Có nói chúng mày biết. Ngày hôm nay chúng mày mà động vào em gái tao thì tao sẽ sống chết thay đúng không anh? Ôi, tính chưa?
Mà thôi, mày ngả tiền đi, tao ngả thôi. Đợi em, điện thoại anh ơi, điện thoại này.